Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong bản tin gặp nhau cuối ngày. Hôm nay thứ hai, ngày mùng 5 tháng 6. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng cập nhật những tin tức nổi bật nhất có trong ngày hôm nay nhé. Nắng nóng đặc biệt gay gắt xuất hiện trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi lên đến 40-41 độ C, khiến cho người dân cảm thấy vô cùng kinh hãi nếu phải đi ra ngoài đường vào những ngày như này. Và từ ngày 6 tháng 6 thì do ảnh hưởng của khối không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên nắng nóng sẽ kết thúc ở khu vực Bắc Bộ và dịu dần ở các tỉnh miền Trung. Theo như Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng cảnh báo, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên đến ngày 6 tháng 6 thì toàn miền Bắc nhiệt độ cao nhất sẽ chỉ còn khoảng từ 33-35 độ C, trời có mưa và gần sáng có đợt không khí lạnh tăng cường và yếu xuống các tỉnh miền Bắc, gây mưa thì làm dịu mát hơn không khí và kết thúc nắng nóng. Trong đợt hè này thì vẫn còn khá nhiều đợt nắng nóng, nhưng nắng nóng kỷ lục như mấy ngày vừa qua tại miền Bắc thì sẽ không còn nữa và nhiệt độ nắng nóng nhất thì sẽ chỉ còn khoảng 38-39 độ C mà thôi. Vào thời điểm trên thì hàng trăm người dân ở ngõ 181 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã phải tháo chạy ra khỏi nhà bởi vì một cột điện nằm trong con ngõ này đã bất ngờ phát nổ và bốc cháy. Theo lời kể của người dân thì thời điểm đó họ đang xem TV trong nhà thì bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ rất lớn, sau đó thì liên tục có những tiếng nổ nhỏ và sau khi chạy ra đường thì một cột điện trong ngõ đang cháy lớn. Mọi người hô hoán nhau rời khỏi nhà và liên tục gọi cho cứu hỏa. Ít phút sau thì lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều động 2 xe cứu hỏa đến hiện trường để dập tắt đám cháy và sự việc rất may mắn xảy ra không có thiệt hại về người. Tuy nhiên thì giữa thời tiết nắng nóng kỷ lục như vậy thì cuộc sống sinh hoạt của rất nhiều hộ dân nơi đây cũng đang chao đảo. Và được biết là khu vực này đã rất nhiều lần xảy ra chập điện, nhưng lần này xảy ra là một trường hợp nặng nhất từ trước đến nay ở khu vực dân cư này. Vào sáng ngày 4 tháng 6 tại Hà Nội thì xuất hiện một người đàn ông cầm dao trên phố Phạm Ngọc Thạch ở quận Đống Đa. Và chiều cùng ngày thì công an phường Kim Liên cho biết qua xác định đối tượng có tên là Thuyết, 34 tuổi, quê ở Thái Bình. Và trước đó trên mạng xã hội thì đã xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh Thuyết đã bị người dân bắt giữ và trói tay ở trên vỉa hè đường Phạm Ngọc Thạch. Một số người dân khống chế Thuyết và cho biết lý do bắt giữ là đối tượng này trước đó đã cầm dao và đâm nhiều người trên phố. Qua xác định thì cơ quan công an cho biết người này trước đây đã có tiền sử mắc bệnh thần kinh và việc thời tiết quá nắng nóng thì có thể là chính là nguyên nhân khiến cho Thuyết có những hành động bất thường như vậy. Nắng nóng kỷ lục liên tục gây ra những khó khăn cho người dân, ảnh hưởng đến cả sức khỏe và tâm lý của con người nữa. Chúng ta đều không mong muốn những sự việc như vậy xảy ra, đáng tiếc cho cả người bị bệnh lẫn cả người bị thương oan ức nữa. Và cũng rất may mắn là việc Thuyết cầm dao khua khoáng loạn xạ trên đường thì chỉ có một người bị rách vai và vết thương này thì không quá nghiêm trọng. Hơn 7 năm họ yêu nhau thì có lẽ khán giả và người hâm mộ đang khá kỳ vọng về việc sẽ có một đám cưới ngọt ngào được diễn ra phải không nào. Và tuy nhiên khi được mọi người thắc mắc đó là khi nào thì Ngô Quyền Hy mới nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ cùng với Khổng Tử Quỳnh thì kết quả là cặp đôi này lại khá đồng lòng và quyết tâm giữ bí mật tuyệt đối. Ngô Quyền Hy thì cũng chia sẻ thêm là hiện tại anh đã lên kế hoạch hết sức kỹ lưỡng và đang từng bước thực hiện nó. Đám cưới của hai đứa sẽ được diễn ra ở một nơi bí mật nhưng lại rất đặc biệt và mọi người hãy theo dõi qua livestream. Có thể thì hai đứa sẽ tổ chức đám cưới ở một bãi biển hoang sơ và chỉ mời những người đặc biệt mà thôi, hoặc cũng có thể là ở núi Phú Sĩ hoặc là một nơi xa nơi ở của hai đứa và rất có thể sẽ là một đám cưới truyền thống. Hiện tại thì có 3 ý tưởng như vậy, còn lại 2 cái thì xin giữ bí mật. Ngô Kiến Huy đã chia sẻ như vậy. Một nhóm thám hiểm đến từ thành phố Saint Petersburg tại Nga đã quyết định lên đường tìm kiếm sau nhiều tin đồn về một kho báu, nơi mà trước đây là xưởng phóng tên lửa cũ của Liên bang Xô Viết. Cuối cùng thì nhóm thám hiểm cũng đã phát hiện ra một đầm lầy tại khu mỏ hoang Vladimir. Và điều khiến cho mọi người trong đoàn vô cùng kinh ngạc đó chính là đầm lầy này lại được bao phủ bởi hàng ngàn tờ tiền với đủ mọi mệnh giá. Và tổng số tiền mặt này thì có trị giá lên tới 1 tỷ rúp và tương đương với 17,5 triệu USD và tương đương với tỷ giá hiện tại là khoảng 400 tỷ đồng. Thế nhưng niềm vui chưa đến được bao lâu thì đoàn thám hiểm lại phát hiện ra thêm một sự thật nữa, đó là những tờ tiền này chỉ có giá trị lịch sử bởi nó không còn được lưu hành hợp pháp hiện tại ở Nga nữa. Và số tiền này có lẽ là sẽ là cả một gia tài khổng lồ nếu như nó được phát hiện ra sớm hơn, còn ở thời điểm hiện tại thì nó lại không thể sử dụng được. Và trên đây là tất cả những thông tin nổi bật nhất mà bọn mình đã tổng hợp lại cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và đừng quên nhấn subscribe cho S Channel. Còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn ngủ ngon.